Trận mưa lớn kéo dài liên tục từ ngày 6 đến sáng ngày 7 tháng 6 tại thành phố Sơn La đã khiến ngập lụt ở nhiều nơi. Mặc dù trong buổi sáng nay trời đã ngớt mưa nhưng nước vẫn chưa rút, nhiều phương tiện chết máy tắc đường. Trước tình hình trên, thì lực lượng công an Sơn La đã ra quân ở khắp các ngã đường để giúp nhân dân cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng ngập úng. Bản Phiêng Ngùa, xã Triềng Xôm, thành phố Sơn La, các lực lượng chức năng công an tỉnh Sơn La đã có mặt tại một số khu vực bị ngập úng do mưa lớn kéo dài từ đêm hôm qua 6 tháng 6. Một số hộ dân tại khu vực gần suối đã bị ngập nặng, cô lập. Một số gia đình có người già, trẻ con không thể di chuyển được. Lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường giúp dân bản di chuyển đến nơi an toàn. Giờ ở bản còn rất nhiều hộ dân bị ngập cũng đang được các anh công an hỗ trợ. Tôi cảm ơn các anh nhiều lắm. Tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Sơn La, lực lượng cảnh sát giao thông đã được huy động tối đa để làm nhiệm vụ phân luồng, tránh gây ách tắc cục bộ kéo dài, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng sơ tán người và tài sản của số hộ dân bị ngập nặng. Nhiều xe ô tô được huy động để hỗ trợ học sinh qua các điểm ngập để đến các điểm thi tuyển trong kỳ thi vào lớp 10. Hiện nay thì tất cả những người ở trong khu vực đó đã được đưa ra nơi an toàn và các cái tài sản thì cũng đã cơ bản đã được cứu, và cái tình hình nguy cơ mà dẫn đến cái thiệt hại người và tài sản thì nó sẽ được giảm xuống. Theo dự kiến, đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12 tháng 6. Mưa lớn tập trung ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Lực lượng công an Sơn La sẽ tiếp tục bám sát địa bàn các khu vực bị ngập úng và hỗ trợ nhân dân hết mức có thể. Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhất là đợt mưa vào tối ngày 5 rạng sáng ngày 6 tháng 6 tại km 98+400 tuyến đường DT188, khu vực đèo Khao Lắc, Ta Luy Dương đã bị sạt lở với chiều dài khoảng 100m, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này. Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã có thông báo tạm dừng tất cả các phương tiện đi qua khu vực đèo này. Từ ngày 6 tháng 6, các phương tiện đi và đến huyện Lâm Bình sẽ được phân luồng theo quốc lộ 279. Trong thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm hướng dẫn phân luồng, lập chốt chặn hai bên đèo, không cho người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở. Hiện các lực lượng chức năng của huyện Lâm Bình đang khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở, sớm thông tuyến, phục vụ nhu cầu lưu thông của người dân.